Xin chào mừng quý vị và bạn đã đến với Vlog Chô Bóng Đá của chúng ta tuần này. Và hôm nay, đội bóng mà tôi muốn nói tới đó chính là tại Nou Camp. Cũng vòng đấu loại trực tiếp, cũng có lợi thế dẫn bản sâu, Juventus và PSG thể hiện hai hình ảnh đối nghịch nhau. Một đỉnh cao, một vực sâu về chiến thuật và tinh thần. Một hệ thống phòng ngự tinh vi, một đơn giản và co cụm. Một bản lĩnh, một bạt nhược, một ma mãn, một ngây thơ và một lì lợ, một mỏng manh. Barca không ghi bàn trong cả hai lượt thi đấu là điều gần như chưa bao giờ xảy ra. Khi Pazzagni vào sân thay cho Dilaba ở phút thứ 75, tôi đã có cảm giác Juventus có thể chơi cả ngày với Barca mà không thua bàn nào. Huấn luyện viên Allegri tự hào với các cầu thủ của mình. Nói về vấn đề trên, các nhà ngáo đá học thì cho hay: ấy trời khiếp, chiến hữu đập đá ngày nào đây rồi, lâu quá không gặp chú em, dạo này không đập đá mà lên làm huấn luyện viên rồi à. Thằng em này, anh nói cho chú câu này, nên khiêm tốn đi. Cười người hôm trước, hôm sau cười hoài đấy. Như anh đây này, cười mấy thằng đập đá trước giờ, anh đập đá, anh cười như điên luôn. Làm tí đá cho nó tỉnh nào. Còn các fan Barca thì cho biết: thôi, bá đạo như vậy cũng đủ rồi, bọn anh đã lui về hậu cung để tu luyện thêm, chờ ngày tái xuất giang hồ hoành tráng hơn. Và cũng nhường sân chơi lại cho mấy đứa em lâu lắm rồi mới thấy ảnh mặt trời của C1. Không nói nữa, anh lại chui vào hang đây. Hang dạo này đông quá cơ, có cả Bayern Munich nè. Hãy nhìn vào cách hai đội nhập cuộc trước Barca để thấy sự đối lập. PSG vào sân với tâm lý bo thành cố thủ, Juventus lại chọn cách phủ đầu, chơi đôi công trong khoảng 30 phút đầu trận. Chỉ đến 2/3 thời gian cuối trận, ba đâm ra thằng Turin mới lùi sau đội hình đào hào đắp lũy trước khung thành của Buffon. Cắt nhập cuộc của PSG dẫn đến cho họ sự tự ti và trao cho Barca sự tự tin. Mà những đôi chân nghệ sĩ của MSN khi thăng hoa cộng hưởng với sức nóng từ hơn 9 vạn cổ động viên nhiệt thành thì mọi hàng thủ đều tan chảy. Các cầu thủ Juventus lại có sự vững vàng về tâm lý nhờ những phút dám chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Nói về vấn đề này, chúng tôi được dịp hỏi các fan 50 năm của Juventus rằng họ có lo sợ với Barca hay không? Thì họ trả lời: không, 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 ông nghĩ sao mà sợ. Đây, tôi nói cho ông biết nhé, ba đâm ra thằng Turin chứ có phải là hoàng tử gì gì ở Pháp đâu mà đòi qua mặt bọn tôi. Hàng phòng ngự của Juventus đạt chuẩn quốc tế với những cái tên đến từ nước Ý. Mà hàng thủ Ý, ông cũng biết rồi đấy, vẫn được mệnh danh là vững chắc nhất thế giới, tuổi gì mà làm tan chảy. Barca kiểm soát bóng nhiều hơn, lên tới 68%, song Juventus mới là đội kiểm soát thế trận lên tới 100%. Con số 100% dĩ nhiên là ngôn từ cường điệu hóa mang tính chất bắt cầu thể hiện sự bất lực của các cầu thủ đội chủ nhà. Nếu cần một dẫn chứng chính xác tuyệt đối, một con số cụ thể thì hãy nhìn vào thống kê dứt điểm của đội chủ nhà. 19 lần các cầu thủ Barca ra chân thì 18 lần trái bóng đi lật cung thành và không bàn thắng. Ngoài ra, còn hai tình huống khác của Jordi Alba và Javier Mascherano không thể chạm bóng sau những cú bấm của Messi và Neymar. Riêng siêu sao Messi lập kỷ lục buồn trong sự nghiệp với 5 lần dứt điểm ra ngoài, cao thứ 2 trong sự nghiệp chỉ sau trận Bate Borisov năm 2011. Cần lưu ý, số 10 của Barca là cầu thủ có kỹ thuật dứt điểm bằng chân tốt nhất thế giới hiện nay. Gần như trong mọi tình huống, mọi góc độ, anh đều có thể đưa trái bóng đi đúng ý muốn của mình. Nói về vấn đề này, các nhà địa chính học lại phải lên tiếng: này, các ông nói cái gì mà được à? Tụi này mới là đo góc độ chuẩn nhất nhá. Công anh học mười mấy năm đèn sắt mà không bằng mấy thằng nghỉ học đá bóng, đá banh à? Này, mà bằng chứng đâu mà các ông đưa ra nhận định như vậy? Còn bọn tôi này có bằng chứng rõ ràng nhá. Đây này, bằng tin học này, bằng đại học này, bằng lái xe này, bằng tốt nghiệp phổ thông này, sổ đầu bài, sổ tay kinh nghiệm này,
Ông thấy tôi nói tôi nhiều bằng chưa? Vậy mà lương mỗi tháng không bằng một góc nhỏ của bọn cầu thủ. Đó, đấy, đúng không? Đúng là cuộc đời. Thôi thôi, tôi đi đo đường tiếp đây. Sự thiếu chính xác đến mức thê thảm của các chân sút Barca thể hiện một điều: hàng phòng thủ của Juventus quá kín kẽ. Mọi con đường dẫn đến khung thành của Buffon đều được bịt kín. Và mỗi khi có bóng, từ Messi, Neymar cho đến Suarez đều không đủ thời gian hoặc không gian để thực hiện một cú dứt điểm chỉnh chu. Nếu cần một con số nữa để tăng tính thuyết phục thì hãy xem số lần Neymar mất bóng. Tổng cộng 46 lần trong 90 phút, tức trung bình 2 phút để mất bóng một lần. Cao nhất sự nghiệp, Neymar là bậc thầy dê dắt với tốc độ và kỹ thuật thượng thừa. Thế nên, số lần mất bóng của tiền đạo người Brazil chứng tỏ hàng phòng thủ của Juventus kín kẽ đến mức nào. Nói gì thì nói, thực sự không phải là Barca quá dở mà là Juventus đã thực sự quay trở lại. Họ đã thực sự hồi sinh tại đấu trường châu Âu. Và các cầu thủ Barca cũng đã công nhận sự quay trở lại của bà đầm già thằng Turin. Lời phát biểu của Piqué cũng là hồi chuông cảnh báo sự quay trở lại của một thế lực đối với các đối thủ còn lại. Hãy cẩn trọng, Juventus sẽ đến lấy lại ánh hào quang cho nước Ý. Tôi cầu mong cho họ những điều tốt đẹp nhất cho phần còn lại của giải đấu, bởi tôi nghĩ họ xứng đáng vô địch mùa giải năm nay. Chúng tôi đã tạo ra không ít cơ hội, nhưng chúng tôi đã gặp phải những chướng ngại vật quá khó khăn. Thời gian cứ trôi qua và chúng tôi càng xa rời mục tiêu và cuối cùng đã không vượt qua được họ. Họ là những người Italia, họ hiểu rõ cách phòng ngự và là chuyên gia thực sự. Họ đến để chơi lối chơi của họ và làm vô cùng tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video chốt bóng đá của mình. Hãy xem đó là một clip vui giải trí cuối tuần và cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá. Nhớ subscribe kênh YouTube của chốt bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại.